Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới và tách thửa trên địa bàn từ năm 2018 đến nay. Đây là hai điểm nóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về tình trạng phân lô tách thửa dưới hình thức hiến đất làm đường và quảng cáo dự án bất động sản một cách khoa trương, bát nháo trong những năm gần đây. Thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phải nêu rõ và chi tiết từng thửa đất hoặc khu đất theo các nội dung, tên người tách thửa, địa chỉ thửa đất hoặc khu đất tách thửa, diện tích thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, diện tích đất hiến hoặc đất trả lại làm đường giao thông mới, số thửa đất mới sau khi tách thửa, diện tích tối thiểu tối đa của thửa đất mới tách, quy hoạch sử dụng đất, thời điểm giải quyết và đề nghị tách thửa, cơ quan cho phép tách thửa, hiến đất làm đường, đồng thời phải nêu rõ hiện trạng sử dụng của thửa đất sau khi tách thửa. Cơ quan chức năng của Pháp vừa có văn bản thu hồi một số lô mì tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Rice, mì đậy nhất và mì lẩu Thái của Escoop Việt Nam. Thông báo của cơ quan chức năng Pháp nêu rõ do các sản phẩm thu hồi có chứa một số chất vượt mức cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, các sản phẩm trên chứa chất hydrocarbon vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của EU. Cơ quan chức năng Pháp yêu cầu thu hồi trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Các lô bị thu hồi tại Pháp lần này có hạn sử dụng tới tháng 3, tháng 5, tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Thưa quý vị, với hơn 8.600 ha diện tích trồng cây ăn trái, Bà Rịa Vũng Tàu là vùng đất nổi tiếng với nhiều loại trái cây đặc sản thơm ngon như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu, bưởi da xanh. Hiện tỉnh đang có nhiều chương trình nhằm từng bước xây dựng thương hiệu, quyền chỉ dẫn cho trái cây Bà Rịa Vũng Tàu. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều loại trái cây đặc sản như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu, thanh long ruột đỏ bông trang đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Để từng bước xây dựng thương hiệu cho các loại trái cây này, ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều chương trình, đề án như hình thành các vùng chuyên canh, triển khai các mô hình theo quy trình Việt Gáp và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Việc đưa sản phẩm của bà con nông dân lên sàn thì cái luồng hàng hóa nông nghiệp của bà con được trồng trực tiếp sẽ được đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, và người tiêu dùng cũng sẽ có cơ hội được mua các sản phẩm nông nghiệp với một cái chất lượng tốt nhất và sớm nhất. Cái dịch bệnh thì chúng ta thấy rằng là cái việc đảm bảo những cái tiêu chuẩn hóa trong cái tổ chức sản xuất, những hộ nông hộ, những tổ chức, những doanh nghiệp, những hợp tác xã nào mà thực hiện theo các cái chương trình Việt Gáp, Lưu Vừa Gáp thì những sản phẩm đó được tiêu thụ một cách nhanh chóng và đảm bảo được cái sự tiêu dùng đối với cái người mà người ta quan tâm đến các sản phẩm. Còn những nông hộ, những các cá thể mà không tuân thủ, không làm theo cái tiêu chuẩn hóa mà của ngành nông nghiệp đã khuyến cáo thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc tiêu thụ. Nhận thấy tầm quan trọng và giá trị thương hiệu của sản phẩm, các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang tăng cường việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh. Từ đó khuyến khích sản xuất phát triển, doanh thu tăng lên, giải quyết việc làm, duy trì giá trị truyền thống của các làng nghề, đời sống của người dân được ổn định, phát triển du lịch địa phương.